Xin chào quý bà con, xin mời quý bà con cùng chúng tôi trải nghiệm dòng máy phun khói diệt côn trùng Takio TK35, phun thuốc trừ sâu bằng khói tại vườn cà phê. Mời bà con cùng xem máy hoạt động thực tế nha. Máy phun khói trừ côn trùng Takio TK35 là loại máy phun khói phòng trừ côn trùng chạy xăng, sở hữu động cơ là loại động cơ 4 thì chạy xăng bền bỉ. Máy hoạt động với công suất 1.2 kW, dung tích xi lanh 35cc, hoạt động êm ái. Takio TK35 chuyên dụng phun khói phòng dịch, phun khói phòng trừ côn trùng, phun thuốc trừ sâu đa năng, thuốc ra dạng khói bởi áp lực phun mạnh. Lượng khói ra từ máy có thể được khuếch tán phun rộng, phun cao trên các tán cây v.v. Takio TK35 sử dụng hỗn hợp dung môi tạo ra dạng khói khi phun, tiết kiệm 1/3 đến 1/4 lượng hóa chất so với cách phun nước truyền thống. Khói có tính lan tỏa rộng, không ngấm sâu vào đất. Nước không làm thoái hóa đất và không để lại tồn dư hóa chất trên sản phẩm. Máy là sản phẩm đắc lực của bà con nông dân trong vấn đề phòng chống côn trùng gây bệnh trong mùa màng. Sử dụng máy phun khói giúp giảm tỷ lệ gây hại xuống mức thấp nhất cho người phun, giảm thiểu tối đa mức ảnh hưởng tới môi trường, không lưu lại lượng thuốc thừa trong không khí, đất nước trong thời gian dài. Máy có thể kiểm soát được lượng hóa chất ra, đảm bảo an toàn cho người dùng cũng như môi trường xung quanh. Máy phun khói chạy xăng mini nhỏ gọn, máy sử dụng động cơ chạy xăng 4 thì công suất 1.2 kW, có cơ chế vận hành dễ dàng, thuận lợi trong quá trình di chuyển và sử dụng linh hoạt được mọi vị trí địa hình.